cái kết cho sự ích kỷ. Ngày xưa, xưa lắm rồi, thuở các thiên thần vẫn thường xuống hạ giới thăm thú nơi nơi. Chị ơi, mấy hôm nữa có hội hoa đào ở thiên đình, chị cho em cùng đi với nhé. Ồ, tiếc quá, em không nói sớm, ta lại hẹn với em Thỏ cùng em ấy đi rồi, mà số lượng khách đến tham dự bị giới hạn, hẹn em dịp khác nhé. Hừ, lại là con Thỏ ấy. Nhắc Thỏ nhé, đi lễ hội hoa đào vui lắm đấy, mấy năm mới tổ chức một lần thôi. Năm nay có nhiều lễ hội lắm, ở tại khu rừng của chúng ta sắp tới cũng sẽ có nhiều lễ hội để tất cả muôn loài cùng tham gia mà. Thật thế sao? Thế thì tuyệt quá rồi. Mà sao Thỏ biết được hay thế? Thiên thần hoa nói với mình vậy mà. À đúng rồi, mấy hôm trước ta cũng nghe thần gió nói. Tức quá. Sao dạo này các thiên thần lại thân thiết với bọn chúng thế chứ? Chẳng qua nhờ mình chuyển đến sống khu rừng này nên các thiên thần mới đến, bọn chúng được hưởng phước lây mà thôi. Thật đáng ghét, không thể để như thế được. Mình phải là người duy nhất được yêu quý chứ. Loa loa loa, muôn loài chú ý, thiên thần mùa xuân vừa thông báo cuối tuần này hội thi chạy sẽ diễn ra. Tất cả các loài đều được đăng ký tham dự và phân thành 3 tốp chạy chia theo loài. Sẽ có thông báo cụ thể sau. Giải nhất hội thi này sẽ là một chuyến du lịch xuyên thiên đình với thiên thần mùa xuân. Tuyệt vời quá. Về luyện chạy đi mọi người ơi, cuối tuần là thi rồi đấy. Nói về chạy ấy mà, rừng này ta là nhất. Không ngờ con Thỏ ấy lại chạy nhanh đến thế cơ à. Này các bạn, ai gọi đấy? À, thì ra là Nhím. Có chuyện gì thế anh Nhím? Đường thi chạy cuối tuần này là ở đâu ấy nhỉ? Mọi người được thông báo chưa? Tôi nghe thiên thần Hoa bảo chúng ta sẽ cùng tốp chạy đầu tiên đấy, bao gồm Thỏ, Nhím, Sóc, Nai. Đường chạy sẽ được tính từ bờ suối đầu rừng cho đến phía bìa rừng. Chiều nay sẽ có thông báo cụ thể. Tức thật, con Thỏ ấy còn biết trước cả mình cơ đấy. Cậu có muốn cùng luyện chạy với bọn tôi không? Lại đây chạy cho vui. Không, tôi không rảnh. Mà sức các cậu chạy còn thua tôi nhiều, chạy cùng nhau thế nào được? Cái cậu Nhím này kêu thật nhỉ? Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Sẵn sàng, chạy. Cố lên Thỏ, cố lên Sóc Vàng, cố lên, tăng tốc đi. Nhím đã giành chiến thắng. Tại sao chỉ có mình Nhím biết tránh đường gai thế? Nhất định là có mờ ám gì. Các anh đừng có nói bừa, chạy thì cũng quan sát chứ, cứ cắm đầu cắm cổ thì ráng chịu chứ sao. Để xem mắt các người có đủ tinh không. Trời, không ngờ Nhím lại bẫy bạn bè như thế. Đúng là Nhím quá ích kỷ và độc ác. Đây là hình phạt dành cho ngươi. Từ nay, ngươi phải mang trên mình bộ lông đầy gai nhọn này. Xin hãy tha cho tôi, cầu xin người. Đáng đời lắm, sao lại có thể hại bạn bè như vậy chứ? Vì Nhím mà mùa xuân này không còn gì vui nữa rồi. Kể từ mùa xuân ấy, Nhím luôn mang gai nhọn bên mình, không còn bộ lông trắng muốt như trước nữa. Chẳng ai dám lại gần Nhím. Nó phải sống cô đơn, chui rút trong hang để trả giá cho sự ích kỷ mưu mô của mình. Chẳng có bí quyết gì cả. Đây, đây, chị uống cái này đây. Sambil. Mà nhất là cái phần bụng này. Ngày xưa ấy thì là 100 ấy, thế nhưng mà bây giờ chỉ còn 80 thôi. Búp bê Anna. Mau làm việc đi, chưa làm xong thì không được ăn đâu nghe chưa. Dạ em biết rồi, em sẽ làm ngay ạ. Nguyệt ơi, chị mới may cho mấy con búp bê của em mấy chiếc váy
em thử xem này. Wow, đẹp quá. Em cảm ơn chị nhé. Bộ này trông như váy công chúa sẽ để cho Lily. Bộ này trông hơi già dặn sẽ để cho Anna. Sắp đến giờ cơm rồi, em xuống ăn cơm đi đã rồi lát nữa chơi tiếp. Dạ em xuống ngay đây. Ồ, chiếc váy mới đẹp quá. Mặc vào chắc sẽ đẹp như công chúa đây. Đẹp thật đấy, cô chủ lúc nào cũng yêu quý Lily. Mình cũng muốn mặc váy công chúa. Cậu lúc nào cũng đanh đá, mặc váy công chúa đâu có hợp. Nhưng mình đâu có đanh đá, đó chỉ là những câu chuyện mà cô chủ tự nghĩ ra thôi. Nếu không phải vì trong cậu cũng có chút đanh đá, thì cô chủ đã không để cậu đóng những vai đó nhiều như vậy. Ủa, sao Anna lại mặc bộ váy này? Nhìn không hợp chút nào. Đây là bộ váy của Lily mà. Thấy đấy, cô ấy cố tình lấy váy của mình để được đổi vai. Đã làm đến thế rồi mà vẫn bị đổi lại váy. Thật là bé mặt mà. Nơi này đâu có ai cần cô ta đâu. Lúc nào cũng chỉ đóng vai xấu bắt nạt chúng ta. Ủa, sao không thấy Anna đâu cả? Chị ơi, chị có thấy búp bê Anna của em ở đâu không? Chị không thấy. Không thấy đâu cả. Anna của mình đi đâu mất rồi? Anna của em mất rồi. Em cứ chơi tạm với những con búp bê khác cũng được. Nhưng không có Anna thì những câu chuyện của em đều trở thành nhạt nhẽo hết. Chỉ có Anna là phù hợp với những vai diễn mà em nghĩ ra thôi. Anna thật sự rất quan trọng. Không có Anna, cô chủ chẳng thiết chơi gì nữa. Chúng mình như bị bỏ rơi hết vậy. Chúng ta phải tìm cô ấy về đây. Vắng cô ấy, chúng ta chẳng có việc gì để làm nữa. Đúng đấy, chúng mình chia nhau ra đi tìm cô ấy đi. Ai đấy? Khuya rồi sao không ngủ mà còn thúc thích gì vậy? Mau ra đây xem nào. Thì ra là một cô búp bê. Sao cô lại ngồi khóc ở đây vậy? Có thể kể cho ta nghe được không? Bác cứu mèo ơi, cháu buồn lắm. Toàn bộ búp bê trong nhà này không có ai yêu quý cháu cả. Cô chủ cũng vậy. Cô luôn để cháu đóng những vai đanh đá, làm mọi người vì thế mà xa lánh cháu. Thì ra là vậy. Cô gái ngốc nghếch, cô không thấy được rằng cô chủ nhỏ coi trọng cô như thế nào sao? Không đâu bác ơi, nếu cô chủ coi trọng cháu thì đã không để cháu đóng vai xấu xa nhiều đến như vậy. Chính cháu cũng nói rằng bản thân cháu không phải như vậy. Đó chỉ là những vai diễn tưởng tượng thôi phải không? Đúng vậy, nhưng không một ai tin vào điều đó. Ai cũng nghĩ rằng cháu xấu xa. Thứ nhất, nếu cô chủ không coi trọng cháu thì cô ấy đã không nghĩ ra nhiều câu chuyện cho cháu như vậy. Điều này. Thứ hai, cô ấy để cháu đóng vai xấu chỉ vì đơn giản là cô ấy nghĩ cháu phù hợp để đóng vai đó. Nó không nói lên con người thật của cháu được. Việc mọi người nghĩ sai về cháu cũng không có nghĩa cháu là như vậy, phải không nào? Thì cháu thấy đúng. Nhưng bị các búp bê khác nói như vậy, cháu vẫn rất khổ tâm. Có phải mèo không? Nếu mèo nhìn thấy cháu trong bộ dạng này, cháu có thể bị tha đi mất. Mau nấp vào sau tủ đi. Tìm khắp rồi mà không thấy Anna đâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Bác cứu mèo ơi, bác có thấy một cô búp bê tóc đen đi ngang qua đây không ạ? Các cháu tìm cô ấy có việc gì quan trọng không? Cô chủ chúng cháu rất nhớ cô ấy. Không có cô ấy, cô chủ không vui và không bày trò gì để chơi nữa. Chúng cháu cũng bị bỏ bê theo. Thật ra còn một nguyên nhân nữa. Cháu muốn tìm cô ấy để xin lỗi. Vì bấy lâu vẫn cố tình cho rằng cô ấy là một người xấu. Nhưng thật ra đó chỉ là những vai diễn thôi. Anna,
cháu đã nghe rõ rồi chứ. Mình xin lỗi vì đã tự tiện lấy váy của cậu. Chúng mình cũng phải xin lỗi cậu nhiều lắm. Hãy trở về với chúng mình nha. Cảm ơn bác cứu mèo nhiều lắm. Không có gì đâu cô bé. Anna, thì ra em ở đây, thật là may quá. Bình minh chưa hẳn là bắt đầu. Ngọc à, 6:30 đến nơi rồi con, mau dậy còn đi học chứ. Trời còn tối thế kia mà mẹ. Tối gì nữa, sáng bảnh mắt ra rồi đấy. Dậy đi con, tí muộn học lại cuốn quýt cả lên. Mùa hè này, về quê nghỉ ngơi, con sẽ có dịp xem cuộc sống ở quê như thế nào. Con sẽ được tắm biển, sẽ được ăn món cá thu kho mật tuyệt vời của ngoại. Ôi, cứ nghĩ tới mà con đã thấy vui quá đi mẹ ơi. Biết ngay mà, chỉ được thế thôi. Thì cần gì hơn hả mẹ? Biển, biển kìa mẹ, thấy biển rồi mẹ ơi. Thế là sắp về đến nhà ngoại rồi mẹ ơi. Ăn đi nè con thích cá thù riêng mật nhất còn gì. Mà lâu lắm rồi mới thấy về thăm bà nhỉ? Dạ. Ngọc năm nay học lớp mấy rồi? Nhìn con lớn quá, cứ như thiếu nữ ấy. Dạ, con học lớp 9 ạ. Cuối cấp rồi đấy. Cho đi nghỉ hè đợt này, rồi về liệu mà học hành cho chăm chỉ đấy. Thôi con, để nó ăn. Đang ăn cứ nhắc đến học hành. Con ăn ngoan, nghỉ tí đi mà ngủ nhé. Trời tối rồi, sương xuống lạnh người đấy. Trời vẫn đang tối mà. Không biết ai làm gì mà cạch cạch thế chứ. Không biết là hôm qua lúc đêm ai làm gì mà nghe có tiếng lạch cạch. Mong là tối hôm nay mình được ngủ ngon giấc. Trời ơi, mới 3 giờ sáng, còn tối om cơ mà. Chắc là có trộm hay có chuyện gì, người ngoài ấy nhiều mà. Lạ thật đấy, mình phải ra xem sao mới được. Trời tối thế này, mọi người đi đâu vậy? Mình phải đi theo xem sao mới được. Mẹ nó ơi, lại đây xem này, hôm nay được lắm. Hôm nay bắt được nhiều cá nhỉ? Cá hôm nay to quá, lại ngon nữa. Thế nào sớm ra cũng bán được giá. Mẻ cá to về vui quá bà con ơi. Thiền bán hết cá rồi hả cậu bé? Dạ, thiền nhà em về từ lúc hơn 2 giờ sáng. Bây giờ em đang ngồi đợi bố đi lấy dầu rồi chuẩn bị đi tiếp. Mà tên của em là gì vậy? Nhìn em nhỏ thế này chắc còn ít tuổi. Em tên là Quất. Năm nay em học xong lớp 6 ạ. Em còn bé vậy sao đi biển sớm thế? Trời còn tối mịt thế này. Trước còn nhỏ em không được ra khơi. Nhưng năm nay lớn rồi, bố mới cho đi đấy. Mấy hôm đầu em đi say sóng, nhưng giờ em quen rồi. Thế hôm nào cũng phải dậy sớm như thế này hả? Sao không để trời sáng nhìn cho rõ rồi đi? Đi đánh cá phải đi trong đêm chứ.
ban ngày trời sáng đánh bắt khó hơn. Với lại nhiều loại cá không đánh bắt ban ngày được chị ơi, như cá khoai, cá trích ấy. Tầm 3 giờ sáng là thuyền bọn em đã về đến đây để bán cá. Chỉ vài tiếng thôi, đến lúc bình minh thì mọi người mang hết cá ra chợ ban ngày bán cho mọi người. Em thích nhìn họ mua bán lắm ạ. Tức là bình minh mọi việc xong hết rồi hả? Dạ vâng ạ. Bố mẹ em bảo sống bằng nghề đánh cá thì phải thức khuya làm đêm mới đánh bắt được nhiều. Khiêng cá, bắt cá cũng không sợ bằng gặp bão, gặp giông to ngoài biển khơi chị ạ. Nguy hiểm lắm đấy. Nguy hiểm thế sao em lại thích ra biển đánh cá? Bố mẹ em bảo phải đánh cá mới có tiền cho em ăn học. Với cả cũng vui lắm mà chị. Đánh bắt xong về, người đi bắt cũng như các mẹ ở nhà chờ cũng mừng ra mặt, nhất là khi được mẻ cá to. Chị nhìn mà xem, ai cũng hân hở lắm đấy. Ừ nhỉ, mọi người thật hạnh phúc với công việc của mình, cho dù rất vất vả. Bình minh không hẳn mới là sự bắt đầu với những người dân quê mình. Họ phải bắt đầu một ngày từ rất sớm, nhưng họ không hề ngái ngủ, nấn ná, co quắp, ngại rét như mình. Họ luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ, lạc quan, bắt tay vào công việc của mình. Chẳng có bí quyết gì cả. Này, đây, chị uống cái này đây. Sambil. Nhất là cái phần bụng này. Ngày xưa ấy thì là 100 ấy, thế nhưng mà bây giờ chỉ còn 80 thôi. Không nghĩ là cái hiệu quả nó lại tốt nhanh như vậy. Chị đã thử qua rất nhiều cách, nhưng chỉ có Sambil thì chị cảm thấy rất ưng ý. So với chất lượng và giá cả như thế thì chị thấy hoàn toàn là hợp lý. Rất là ok. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.